sô bờ cát trắng, nơi làng mai làng xưa cá thu về trong sương. Em nghe với câu hát về đào mê mắt ngóng, về qua dòng sông quê, khi xuân còn trắng xóa. Về riêng ngọc biển sâu.

biển nơi hồng màu da đỏ tàu lướt sóng ra khơi bao năm xa quê hương mang tình yêu cửa biển chưa một lần gặp lại lán chợ công đội mưa

chưa bà đi chợ đất biển ôm hồn quê về nghi sơn em ơi nơi bao điều đổi mới chứa chan nhiều kỷ niệm nghi sơn đất chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn, bí thư đảng ủy quân sự thị xã và đồng chí Trương Bá Duyên, phó bí thư thực trực thị ủy, đi thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ, ban chỉ huy quân sự thị xã, các y bác sĩ bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025. Các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử trước kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban chỉ đạo thị xã Nghi Sơn về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã trong 2 năm 2024-2025 tổ chức lễ khởi công và trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bà Bùi Thị Toàn, thôn Hồng Kỳ, xã Định Hải. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 22 tháng 11, đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn, bí thư đảng ủy quân sự thị xã đã đi thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ, ban chỉ huy quân sự thị xã, các y bác sĩ bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025. Cùng đi có đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực thị ủy, đồng chí Lê Văn Thông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thị ủy. Sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo ban chỉ huy quân sự thị xã và bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn thông tin sơ bộ về tình hình công tác khám tuyển trong 2 ngày 21 và 22 tháng 11 và qua đi thăm các phòng khám, đồng chí Bí thư thị ủy đã đánh giá cao công tác chuẩn bị về nhân lực, vật lực và trang thiết bị cũng như sự phối hợp với hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã phường để hoàn thành kế hoạch khám sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2025. Đồng chí Bí thư Thị ủy đã động viên tặng quà và mong cán bộ chiến sĩ, ban chỉ huy quân sự thị xã và các y bác sĩ tham gia khám tuyển làm tốt công tác chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, lựa chọn những công dân đủ tiêu chuẩn sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự, đảm bảo chỉ tiêu do quân năm 2025. Theo đó, năm nay, toàn thị xã Nghi Sơn có hơn 800 công dân được điều động khám tuyển. Đây là số công dân đã qua vòng loại khám sơ tuyển ở cơ sở, có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa, đảm bảo sức khỏe, lý lịch thân nhân rõ ràng và không mắc các tệ nạn xã hội. Việc khám tuyển được diễn ra đúng quy trình chặt chẽ, từ khâu xét duyệt hồ sơ đến các bước kiểm tra sức khỏe được thực hiện qua hai vòng, khám thể lực, khám lâm sàng theo chuyên khoa, mắt, tai, mũi họng, sang gặp mặt nội khoa thần kinh ngoại khoa gia liễu và khám cận lâm sàng thực hiện các xét nghiệm nhờ có sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện và đặc biệt là làm tốt công tác thâm nhập tuyên truyền vận động nên tất cả công dân đã qua vòng loại khám sơ tuyển ở cơ sở đều có mặt tại ban chỉ huy quân sự thị xã để khám sức khỏe theo kế hoạch bên cạnh đó các xã phường cũng theo lịch đã bố trí phương tiện đưa công dân đến địa điểm khám tuyển đúng giờ với tinh thần sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, các thanh niên đều tự nguyện phấn khởi thực hiện nghĩa vụ công dân. Công dân Lê Văn Kỳ, phường Hải Thanh cho biết: Hiện tại cháu đang là sinh viên của trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, sau khi nhận được giấy báo nhập ngũ thì cháu đã gác lại việc học để trở về địa phương tham gia vào việc đi khám sức khỏe. Nếu lần này mà cháu đạt được sức khỏe như mong muốn thì cháu sẽ sẵn sàng lên đường đi bảo vệ tổ quốc. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm luôn được các cấp ủy chính quyền xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Theo chỉ tiêu năm 2025, thị xã Nghi Sơn sẽ có 214 công dân nhập ngũ, trong đó công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự là 190 và 24 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Sau khi có kết quả khám sức khỏe, các xã phường tiếp tục làm tốt công tác hậu phương quân đội và quản lý công dân tại địa phương để hoàn thành chỉ tiêu do quân năm 2025 cả về số lượng và chất lượng quân. Theo kế hoạch, công tác khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2025 diễn ra trong 7 ngày từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 11. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 21 và 22 tháng 11, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn đã tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử trước kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại công sở Ủy ban nhân dân phường Hải Hòa, ông Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn và các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, đơn vị bầu cử số 6 gồm các ông bà Hoàng Thị Nam, bí thư Đảng ủy phường Minh Minh, Lê Thị Liễu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản Hiệp Anh đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Sự buổi tiếp xúc có ông Nguyễn Quốc Đạt, ủy viên Ban Thường vụ thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, ông Mai Sĩ Lân, ủy viên Ban Thường vụ thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, lãnh đạo các phòng ban, đội cơ quan Ủy ban nhân dân thị xã, lãnh đạo Đảng ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và đông đảo cử tri phường Hải Hòa, Bình Minh, Hải Thanh. Tại hội nghị tiếp xúc Đại diện Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã đã thông báo tới cử tri đơn vị bầu cử số 6 dự kiến nội dung chương trình kỳ họp và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội 10 tháng năm 2024 và ước thực hiện cả năm 2024, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân thị xã khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, cử tri đơn vị bầu cử số 6 kiến nghị tới Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã các vấn đề, đề nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã, các phòng ban liên quan thị xã sớm xem xét để trích trả phụ cấp cho các đồng chí bí thư tri bộ, đội trưởng, tổ đội trưởng nghỉ việc do so thực hiện nghị quyết 31. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thị xã quan tâm bố trí đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến đường Lương Văn Yên từ ngã tư quốc lộ 1A Nam Bưu Điện đi Hải hòa để đảm bảo đi lại cho nhân dân và phục vụ phát triển du lịch. Để nhanh tiến độ các dự án đã được Ủy ban Nhân dân thị xã phê duyệt đầu tư trên địa bàn phường Hải Hòa. Thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã đơn vị bầu cử số 6, ông Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên Bí Thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn, cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri đối với các đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã. Đồng chí thông tin khái quát một số nét chính về tình hình kinh tế xã hội trong năm 2024 và mục tiêu chính trong năm 2025, đồng thời trao đổi phân tích làm rõ các nội dung mà cử tri quan tâm. Những ý kiến vượt thẩm quyền, ông Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã hứa sẽ tiếp thu để chỉ đạo, giao nhiệm vụ và báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới. Trương Bá Xuyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, đơn vị bầu cử số 3, gồm các ông bà, ông Lê Như Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Anh Sơn, bà Đỗ Thị Thùy, Phó Hiệu trưởng Trường Bấm Non Các Sơn, đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Sự hội nghị tiếp xúc có ông Nguyễn Quốc Đạt, Ủy viên Ban thường vụ Thủy ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, ông Trịnh Tiến Dũng, thị ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, đại diện lãnh đạo các phòng ban đội, cơ quan Ủy ban nhân dân thị xã, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và cử tri của ba xã, các Sơn, Anh Sơn và Ngọc Lĩnh. Tại hội nghị tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã đã thông báo tới cử tri đơn vị bầu cử số 3 dự kiến nội dung chương trình kỳ họp và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 17. Hội đồng nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội 10 tháng năm 2024 và ước thực hiện cả năm 2024. Kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri đơn vị bầu cử số 3 đã kiến nghị tới Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, đơn vị bầu cử số 3, các vấn đề liên quan đến lĩnh vực về đất đai, môi trường, văn hóa, giáo dục, an toàn giao thông và đầu tư công. Cử tri xã Ngọc Lĩnh đề nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã xem xét có cơ chế hỗ trợ nguồn vốn để kích cầu đầu tư nâng cấp, xây dựng một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Ngọc Lĩnh và đề nghị ngành điện lực hỗ trợ về mặt kỹ thuật, di rời cột điện, để mở rộng các tuyến đường trên địa bàn xã, khi người dân tự nguyện hiến đất làm đường, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao thương phát triển kinh tế. Một số đoạn đường thôn 15, thôn 14, các cột điện đã xuống cấp, đề nghị tu bổ các cột điện và đường xây dẫn. Đề nghị tổ đại biểu hội đồng nhân dân thị xã, ủy ban nhân dân thị xã và các phòng ban chuyên môn thị xã có hướng và cho phép các xã thống kê và bán những đất sen cư, xen kẹt để tăng nguồn thu cho xã. Cử tri xã Các Sơn đề nghị tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã các vấn đề như một số tuyến đường trên địa bàn xã đã xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân quan tâm đầu tư nâng cấp, quan tâm chi trả chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn. Một số tuyến mương phục vụ cho việc tưới tiêu, thoát nước, phục vụ sản xuất của người dân đã xuống cấp, cần được xây dựng, sửa chữa để nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa cho nhân dân, phê duyệt và cấp đất cho nhân dân ở thôn Trường Sơn để xây dựng nhà văn hóa, hỗ trợ đề nghị giúp nhân dân kiểm tra nguồn nước sử dụng. Ban chỉ đạo thị xã Nghi Sơn về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã trong 2 năm 2024-2025 có giải pháp cho các hộ nghèo, hộ tàn tật, không có bìa đỏ, được xây dựng nhà ở. Sau khi nghe đồng chí Trịnh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã phát biểu giải trình tiếp thu những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, đơn vị bầu cử số 3, ông Trương Bá Xuyên, Phó Bí thư thường trực thị ủy, ghi nhận và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời phân tích làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm, những ý kiến vượt thẩm quyền Phó Bí thư Thường trực Thị ủy hứa sẽ tiếp thu những ý kiến của các cử tri để chỉ đạo giao nhiệm vụ và báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, đồng thời tiếp thu toàn bộ kiến nghị của cử tri để trình tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 20 sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Tại công sở phường Mai Lâm, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã đơn vị bầu cử số 10 gồm các ông bà, Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức thị ủy, Lê Thị Hạnh, Phó tranh án tòa án nhân dân thị xã, Đỗ Thế Thống, Bí thư Đảng ủy xã Trường Lâm, Lê Thị Lan, viên chức trạm y tế phường Mai Lâm đã có buổi tiếp xúc với cử tri ba xã phường: Trường Lâm, Tân Trường, Mai Lâm. Sự buổi tiếp xúc có lãnh đạo các phòng cơ quan đơn vị thị xã, lãnh đạo cấp ủy chính quyền các đoàn thể và cử tri của ba xã phường. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu hội đồng nhân dân thị xã đã trình bày dự kiến chương trình kỳ họp thứ 17. Hội đồng nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên tinh thần dân chủ, cử tri của ba xã phường đã kiến nghị một số vấn đề như đề nghị thị xã tiếp tục quan tâm đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố hữu lại phường Mai Lâm, việc thực hiện nghị quyết số 31 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định số lượng chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn nhiều bất cập. Trạm y tế phường Mai Lâm mới được đầu tư xây dựng nhưng hiện đã xuống cấp không đảm bảo các điều kiện để được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030. Cử tri xã Tân Trường đề nghị cho địa phương được xây dựng khu nhà tạm, nhà hiệu bộ và phòng học chức năng trường Trung học cơ sở Tân Trường, từ đó đảm bảo cho việc dạy và học của nhà trường. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị về các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, các chế độ chính sách. Các kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo các ngành đơn vị của thị xã và lãnh đạo phường Mai Lâm Trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền, thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, đơn vị bầu cử số 10, ông Đinh Văn Minh, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tổ chức thị ủy đã giải trình và tiếp thu các kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 20 và gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Tại công sở xã Hải Nhân, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã đơn vị bầu cử số 5 gồm các ông bà Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban thường vụ trưởng Ban tuyên giáo thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã, Lê Văn Vân, Chủ tịch Hội cựu chiến binh thị xã, Mai Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Nhân đã có buổi tiếp xúc với cử tri ba xã phường Nguyên Bình, Hải Yến, Hải Nhân. Dự buổi tiếp xúc có ông Hoàng Văn Hiền, Ủy viên Ban thường vụ thị ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã, ông Trịnh Tiến Dũng, thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, lãnh đạo các phòng cơ quan đơn vị thị xã, lãnh đạo cấp ủy chính quyền và cử tri của ba xã phường. Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã đã trình bày sự kiến chương trình kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, gửi đến kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên tinh thần dân chủ, cử tri của ba xã phường đã kiến nghị một số vấn đề như khu dân cư mới Đồng Tâm xã Hải Nhân đã đi vào hoạt động, tuy nhiên hệ thống điện không đồng bộ ảnh hưởng đến sinh hoạt đời sống của nhân dân. Tại một số tuyến đường liên thôn trên địa bàn xã Hải Nhân đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân đề nghị thị xã và ủy ban nhân dân xã hành nhân quan tâm nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân quan tâm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thừa cho người dân quá trình thi công kênh cầu trắng tại xã hành nhân ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của nhân dân các kiến nghị của cử tri đã được ông trịnh tiến dũng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã và lãnh đạo xã hành nhân trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền thay mặt tổ đại biểu hội đồng nhân dân thị xã đơn vị bầu cử số năm Bà Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thị xã đã tiếp thu toàn bộ kiến nghị của cử tri để trình tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn có 20 và gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy đề nghị các xã phường Hải Nhân, Hải Yến, Nguyên Bình cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, quan tâm giả soát, đánh giá các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024, xác định mục tiêu nhiệm vụ năm 2025 quan tâm đến công tác thông tin tuyên truyền, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ xã phường nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời triển khai thực hiện nghị quyết số 13 NQTU ngày 7 tháng 10 năm 2024 của Ban chấp hành đảng bộ thị xã Nghi Sơn về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, thực hiện cuộc vận động, nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn thị xã, theo hướng đồng bộ hiện đại. Trường Ban Tuyên giáo thị ủy cũng mong muốn cử tri của ba đơn vị tiếp tục thực hiện tốt hơn chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là tích cực tham gia giám sát cộng đồng, chia sẻ những khó khăn với cấp ủy chính quyền và hệ thống chính trị từ thị xã đến xã phường trong quá trình triển khai các mục tiêu nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó tiếp tục quan tâm ủng hộ các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, đơn vị bầu cử số 5 để các đại biểu phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân. Tại công sở phường Hải Thượng, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã đơn vị bầu cử số 8 gồm các ông bà Nguyễn Quốc Đạt, Ủy viên Ban thường vụ thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, bà Nguyễn Thị Thu Trang, thị ủy viên Phó Ban thường trực Ban tổ chức thị ủy, ông Nguyễn Ngọc Thương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghi Sơn đã có buổi tiếp xúc với cử tri ba xã phường. Hải Thượng, Hải Hà, Nghi Sơn. Dự buổi tiếp xúc có ông Trần Hạnh Phúc, ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hải Thượng, đại diện lãnh đạo các phòng ban cơ quan Ủy ban nhân dân thị xã, Đảng ủy chính quyền các tổ chức chính trị xã hội và cử tri ba xã phường. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã đã trình bày dự kiến chương trình kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh Năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên tinh thần dân chủ, cử tri của ba xã phường đã kiến nghị một số vấn đề như đề nghị tới Hội đồng nhân dân thị xã chỉ đạo các phòng ban thị xã quan tâm phối hợp với các công ty cấp nước sạch cung cấp nguồn nước để nhân dân xã Nghi Sơn được sử dụng nguồn nước sạch. Đề nghị Viễn thông thị xã thu gọn hệ thống dây mạng rối khi không sử dụng. Để nhanh thủ tục giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư làng chài tại tổ dân phố Bắc Hải, phường Hải Thượng. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã đơn vị bầu cử số 8, ông Nguyễn Quốc Đạt, ủy viên ban thường vụ thị ủy, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã đã giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu toàn bộ kiến nghị của cử tri để trình tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 20 sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Tại công sở phường Hải Châu, tôi đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, đơn vị bầu cử số 1, gồm các ông Mai Sĩ Lần, Ủy viên Ban thực vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Lê Ngọc Hà, Thị ủy viên, Trường phòng Nội vụ thị xã, Hoàng Văn Quốc, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Sơn, đã có buổi tiếp xúc với cử tri ba xã phường Hải Châu, Thanh Sơn, Thanh Thủy. Sự buổi tiếp xúc có lãnh đạo các phòng, cơ quan, đơn vị thị xã, lãnh đạo cấp ủy chính quyền và cử tri của ba xã phường. Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã đã trình bày dự kiến chương trình kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, gửi đến kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên tinh thần dân chủ, cử tri của ba xã phường đã kiến nghị một số vấn đề như Đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã quan tâm tạo điều kiện cho nhân dân xã Thành Sơn được cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hiện trạng đất đang được sử dụng. Đề nghị thị xã quan tâm tạo điều kiện xây dựng tuyến đường tại tổ dân phố Thanh Bình, phường Hải Châu, đảm bảo cho việc đi lại, phát triển kinh tế của nhân dân. Thị xã quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chi trả bồi thường cho người dân để thu hồi đất đồng muối thực hiện dự án tại phường Hải Châu có định hướng hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người dân sau khi thu hồi đất, thực hiện các dự án. Đề nghị thị xã quan tâm xây dựng nhà 2 tầng 12 phòng của trường trung học cơ sở và mở rộng khuôn viên trường mầm non Hải Châu. Cử tri của ba xã phường cũng đã kiến nghị các vấn đề liên quan đến việc chi trả bồi thường, thực hiện giải phóng mặt bằng, việc cấp giấy chứng nhận cho người dân sau dồn điền đối thửa. Các kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo các ngành của thị xã trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, đơn vị bầu cử số 1, ông Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, giải trình tiếp thu những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu toàn bộ kiến nghị của cử tri đề trình tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 20 sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Ông Mai Sĩ Lân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã mong muốn cán bộ đảng viên và nhân dân của ba xã phường thuộc đơn vị bầu cử số 1, tiếp tục chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ của ba xã phường Hải Châu, Thanh Sơn, Thanh Thủy nhiệm kỳ 2025-2030. Tại công sở phường Hải Lĩnh, tổ đại biểu hội đồng nhân dân thị xã đơn vị bầu cử số 4 gồm các ông bà Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Mai Sĩ Bình, Thị ủy viên Tránh Văn phòng Thị ủy, Lê Đăng Thương, Bí thư Đảng ủy xã Định Hải, Lê Thị Phương, Bí thư Chỉ đoàn Tổ dân phố Hồng Phong đã có buổi tiếp xúc với cử tri của ba xã phường Ninh Hải, Hải Lĩnh và Định Hải. Sự buổi tiếp xúc có đại diện các phòng ban ngành đoàn thể cấp thị xã, lãnh đạo cấp ủy chính quyền ba xã phường. Thông nhất cao với các báo cáo và vui mừng trước những kết quả mà toàn thị xã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2025, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 20. Với tinh thần tập trung, dân chủ, cử tri của ba xã phường đã tiếp tục đề nghị một số nội dung sau. Con đường vào khu Nghĩa Trang thuộc tổ dân phố Phú Tây, phường Hải Lĩnh nhỏ hẹp, cần sớm cải tạo và mở rộng. Một số dự án trên địa bàn phường Hải Lĩnh và Ninh Hải chậm thi công đã ảnh hưởng đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng như thực hiện các công trình dân sinh. Vì vậy, cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền cần có giải pháp để đảm bảo nhu cầu của nhân dân. Bên cạnh đó, cử tri cũng tiếp tục kiến nghị về vấn đề đất đai như trình tự, hồ sơ thủ tục để được công nhận tăng hạn mức đất ở trước năm 1980, diện tích đất tăng sau dồn điền đổi thửa. Các kiến nghị trên đã được ông Lê Hồng Thanh, thị ủy viên, trưởng phòng tài nguyên và môi trường, trả lời và thông tin thêm một số quy định mới về luật đất đai. Thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, đơn vị bầu cử số 4, ông Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã giải trình một số nội dung cử tri quan tâm, đồng thời tiếp tục tổng hợp những ý kiến kiến nghị vượt thẩm quyền để đề nghị các cấp xem xét giải quyết và trình tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 20 sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Chiều ngày 22 tháng 11, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị bàn giải pháp để nhanh tiến độ xây dựng chợ còng, đạt chợ kinh doanh thực phẩm an toàn năm 2024. Đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng liên quan, các thành viên văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm thị xã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hải Hòa, đại diện công ty Đông Bắc và trưởng ban quản lý chợ còng. Năm 2024 Thị xã Nghi Sơn xây dựng 5 chợ trên địa bàn, đạt chợ kinh doanh thực phẩm, trong đó có chợ Còng tại phường Hải Hòa. Chợ Còng do Tổng công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Bắc làm chủ đầu tư. Đến nay, chợ đã đi vào hoạt động ổn định với đa dạng các mặt hàng thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Nhà chợ dân sinh bố trí khoảng 300 quầy, có diện tích tối thiểu 3 m vuông trên một quầy, trong đó có khoảng 200 hộ kinh doanh thực phẩm. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đóng góp các giải pháp để xây dựng chợ còng đạt chợ kinh doanh thực phẩm trong năm 2024. Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Sĩ Lân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã nhấn mạnh, việc xây dựng chợ còng đạt chợ kinh doanh thực phẩm để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số 04 ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, kế hoạch của Ủy ban nhân dân thị xã, nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành của nhân dân, của tiểu thương, Đồng thời để thực hiện mục tiêu bảo vệ sức khỏe quyền lợi của người tiêu dùng, muốn đạt được mục tiêu trên, trách nhiệm thuộc về chính quyền các cấp. Vì vậy, cần tăng cường quản lý nhà nước về xây dựng chợ cổng, đạt chợ kinh doanh an toàn thực phẩm. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã yêu cầu tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là các hộ tiểu thương về xây dựng chợ cổng, đạt chợ kinh doanh thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc gia, để nhân dân và các tiểu thương tích cực vào cuộc xây dựng chợ cổng đạt tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm và duy trì chợ an toàn thực phẩm. Giao phòng kinh tế phối hợp với các phòng ban liên quan, ủy ban nhân dân phường Hải Hòa, sở Công thương, công ty Đông Bắc tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn cho các tiểu thương hoàn thành vào đầu tháng 12 năm 2024. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đề nghị Sở Công thương chỉ đạo công ty Đông Bắc chủ trì phối hợp với văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, phòng kinh tế thị xã, Ủy ban Nhân dân phường Hải Hòa hoàn thành hồ sơ, cơ sở vật chất của chợ. Theo đó, đến ngày 15 tháng 12 năm 2024, hoàn thành hồ sơ, đến ngày 20 tháng 12 năm 2024, hoàn thành toàn bộ cơ sở vật chất liên quan đến ngành nghề kinh doanh của 170 tiểu thương. Giao phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Thị xã, Ủy ban Nhân dân Phường Hải Hòa, Sở Công Thương, Công ty Đông Bắc, xây dựng kế hoạch xây dựng chợ còng, đạt chợ kinh doanh thực phẩm, đến ngày 28 tháng 11 năm 2024 hoàn thành. Giao Ủy ban Nhân dân Phường Hải Hòa phối hợp với Ban Quản lý Chợ Còng tuyên truyền yêu cầu những người buôn bán tự phát ở lòng lề đường ngoài chợ và buôn bán trong chợ Còng để đảm bảo an toàn thực phẩm và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân Phường Hải Hòa tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng phường đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm năm 2024. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị xã yêu cầu cuối tháng 12 năm 2024, Chợ Công đạt chợ kinh doanh an toàn thực phẩm. Phường Hải Hòa được công nhận phường đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Sáng ngày 22 tháng 11, Ban chỉ đạo thị xã Nghi Sơn về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã trong 2 năm 2024, 2025 tổ chức lễ khởi công và trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bà Bùi Thị Toàn, thôn Hồng Kỳ, xã Định Hải. Tham dự lễ khởi công có lãnh đạo Ban dân vận thị ủy, Ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã và Trung tâm văn hóa thông tin, thể thao và du lịch thị xã Nghi Sơn, lãnh đạo cấp ủy chính quyền xã Định Hải. Gia đình bà Bùi Thị Toàn thuộc đối tượng hộ nghèo là phụ nữ đơn thân lại bị tàn tật nên cuộc sống rất khó khăn. Hiện bà vẫn đang phải sống trong căn nhà tạm bợ rột nát. Sau khi khảo sát thực tế, Ban chỉ đạo cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo Hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã, đã hỗ trợ số tiền 80 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới cho bà. Đây là số tiền do Hội đồng hương thị xã Nghi Sơn tại thành phố Thanh Hóa ủng hộ thông qua cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã. Theo chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Lê Công Đức, Phó Ban dân vận thị ủy đã ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của hội đồng hương thị xã nghi sơn tại thành phố thanh hóa cuộc vận động đã mang đến những giá trị thiết thực và ý nghĩa nhân văn sâu sắc để hỗ trợ các gia đình hộ nghèo hộ gia đình chính sách hộ khó khăn về nhà ở có nơi sinh sống kiên cố để công trình được thi công nhanh chóng đảm bảo chất lượng đồng chí phó trưởng ban dân vận thị ủy đề nghị cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã định hải và thôn hồng kỳ cùng con cháu bà toàn thường xuyên quan tâm đôn đốc nhà thầu xây dựng công trình đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng đề ra để bà toàn sớm được ở trong ngôi nhà mới yên tâm lao động sản xuất ổn định cuộc sống thưa quý vị và các bạn phát huy truyền thống của quê hương nghi sơn anh hùng trong những năm qua thanh niên thị xã nghi sơn đã nêu cao trách nhiệm nghĩa vụ công dân hăng hái lên đường nhập ngũ rèn luyện ý chí quyết tâm của tuổi trẻ không ngại khó không ngại khổ công hiến sức trẻ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng, góp phần xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2025, thị xã Nghi Sơn được tỉnh giao tuyển chọn và gọi 221 công dân nam lên đường nhập ngũ. Trong đó, nhập ngũ vào các đơn vị quân đội là 195 công dân, nhập ngũ vào các đơn vị công an là 26 công dân. Để thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định của luật nghĩa vụ quân sự, luật công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, Đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trong công tác tuyển quân. Sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn các nội dung của luật nghĩa vụ quân sự. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú đều phải tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Mỗi địa phương gia đình cần động viên khuyến khích con em mình tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi theo quy định. Một lớn tiêu chuẩn tuyển quân. một Tuổi đời. Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, công dân được đào tạo trình độ cao đẳng đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. 2. Tiêu chuẩn chính trị. A à, Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016 ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam. B. Đối với các cơ quan đơn vị có vị trí trọng yếu, cơ mật trong quân đội, lực lượng tiêu binh, nghi lễ, lực lượng vệ binh và kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng. 3. Tiêu chuẩn sức khỏe, tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại thông tư 105-2023 ngày 6 tháng 12 năm 2023 của Bộ Quốc phòng, quy định tiêu chuẩn sức khỏe trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Đối với các cơ quan đơn vị quy định tại điểm B khoản 2 điều này, thực hiện tuyển chọn, bảo đảm, tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng, không gọi nhập ngũ vào quân đội, những công dân có sức khỏe loại 3, có tật khúc xạ về mắt, cận thị 1,5, đi ốp trở lên, nghiện ma túy, nhiễm HIVS. 4. Tiêu chuẩn văn hóa, tuyển chọn và gọi nhập ngũ. Những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao đẳng xuống thấp, chú trọng tuyển chọn những công dân có trình độ đại học cao đẳng, có chuyên môn phù hợp với yêu cầu của quân đội. Những địa phương có điều kiện khó khăn, không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền, xem xét quyết định được tuyển chọn công dân có trình độ văn hóa lớp 7, các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên. Hai lớn trường hợp tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ. Một, tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây, chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động, trong gia đình bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản do thiên tai, tai nạn, dịch bệnh nguy hiểm được Ủy ban nhân dân xã phường, thị trấn sau đây gọi chung là cấp xã xác nhận. Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam, suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%. Có anh chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ trong quân đội và công an nhân dân, người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế xã hội của nhà nước do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định. Cán bộ công chức viên chức thanh niên sung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, thuộc cơ sở giáo dục đại học trình độ cao đẳng hệ chính quy, thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. 2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân là con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1, một, một anh hoặc một em trai của liệt sĩ, một con của thương binh hạng 2, một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân. Cán bộ công chức viên chức, thanh niên sung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên. Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện ký quyết định. Ba lớn, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều 4, luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân, thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch sự bị của quân đội nhân dân. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của luật này. Công dân phục vụ trong lực lượng cảnh sát biển và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ. Thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ được hưởng những quyền lợi sau. Được nghỉ phép hàng năm. Hạ sĩ quan binh sĩ phục vụ tại ngũ từ tháng 13 trở đi được nghỉ phép hàng năm. Thời gian nghỉ là 10 ngày, không kể ngày đi và về. Trường hợp đã được nghỉ phép năm, theo chế độ nếu gia đình gặp thiên tai hỏa hoạn nặng hoặc người thân từ trần mất tích hoặc lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được nghỉ phép đặc biệt, thời gian không quá 5 ngày, không kể ngày đi và về, được thanh toán tiền tàu xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành, căn cứ pháp lý điều 3, Nghị định 27-2016 NDCP. Không mất phí chuyển bưu phẩm chuyển tiền, theo điều 5, Nghị định 27-2016 NDCP, Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được miễn tiền cước khi chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện, được cấp 4 tem thư trên 1 tháng. Khi tham gia tuyển sinh quân sự được cộng điểm ưu tiên. Trước khi nhập ngũ, là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên nếu vay tiền từ ngân hàng chính sách xã hội thì được tạm hoãn trả và không tính lãi suất trong thời gian nhập ngũ. Chế độ đối với người nhà hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, nhà ở gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến sập hư hỏng, được trợ cấp 3 triệu đồng trên một suất trên lần. Thân nhân bị ốm đau từ một tháng trở lên hoặc điều trị một lần tại bệnh viện từ 7 ngày trở lên được trợ cấp 500.000 đồng trên một thân nhân trên một lần. Thân nhân từ trần mất tích được trợ cấp 2 triệu đồng trên người, con đẻ, con nuôi hợp pháp được miễn giảm học phí, căn cứ pháp lý điều 6 Nghị định 27-2016, NDCP. 2. Quyền lợi của quân nhân khi xuất ngũ Quân nhân khi xuất ngũ được hưởng trợ cấp xuất ngũ một lần, cứ mỗi năm phục vụ trong quân đội được trợ cấp 2 tháng tiền lương cơ sở, trợ cấp tạo việc làm, mức trợ cấp bằng 6 tháng tiền lương cơ sở, tổ chức buổi gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ, mức chi là 50.000 đồng trên người, được tiễn và đưa về địa phương cư trú, hoặc cấp tiền tàu xe và phụ cấp đi đường. Được tiếp nhận vào học tại các trường đang học trước khi nhập ngũ, trường hợp có giấy gọi vào học tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, thì được bảo lưu kết quả và được tiếp nhận vào học ở các trường đó sau khi xuất ngũ, được trở lại làm việc tại nơi trước khi nhập ngũ đang làm. Trường hợp trước khi nhập ngũ làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, sau khi xuất ngũ được tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ. Nếu cơ quan này bị giải thể thì cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp phải bố trí việc làm phù hợp. Đối với trường hợp trước khi nhập ngũ làm việc tại tổ chức kinh tế sau khi xuất ngũ được tiếp nhận lại, bố trí việc làm và đảm bảo tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ. Nếu tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản, thì được giải quyết chế độ chính sách như người lao động của tổ chức kinh tế đó. Nếu cơ quan tổ chức không tiếp nhận bố trí việc làm lại cho người xuất ngũ, thì sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng, đồng thời buộc phải tiếp nhận người hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về cơ quan tổ chức cũ làm việc, học tập, được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, mức hưởng là 2 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội. Lưu ý thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Được chính quyền các cấp cơ quan tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm, được cộng điểm trong tuyển dụng công chức. Cụ thể người hoàn thành nghĩa vụ quân sự được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển. Được ưu tiên trong xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức. Cụ thể, nếu có từ hai người trở lên có kết quả thi bằng nhau tại các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, thì người hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ được ưu tiên tuyển dụng trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo. Được hỗ trợ đào tạo nghề mức chi hỗ trợ đào tạo nghề theo Điều 10 Thông tư 152-2016 TTBTC, mức hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng trên người trên ngày thực học mức hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng trên người trên một khóa học nếu địa điểm đào tạo xa nơi cư trú từ 15 km trở lên, được miễn giảm học phí, được vay vốn để tham gia đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng đối với người có hoàn cảnh khó khăn. Bốn lớn, xử lý vi phạm trong trường hợp trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Điều 59 luật nghĩa vụ quân sự quy định, tổ chức cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đó, việc không đăng ký nghĩa vụ quân sự khi đã có lệnh gọi, không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi khám sức khỏe, lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng được coi là hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tùy theo tính chất mức độ người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất, Cao Văn Lâm, biên tập, Văn Tuấn, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng, Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.